Chơi gì à? Cho mẹ chơi với. Cho mẹ chơi với. Cho dịch uống nước hả con? Đã vậy. Cho dịch ăn ăn thức ăn hả? Mẹ quên mà tính nói cho dịch ăn cơm hả? Đã nói rồi. Trời đẹp, tấm hình này đẹp lắm. Xuống hồi mẹ sẽ chụp màn hình lại mà cho con coi. Rồi nó lá mà con dòm cái mặt lên nó nhìn ra tấm hình nó đẹp đẹp ghê luôn. Nó thấy mẹ nó sợ sao? Mà nó quen con ra thăm nó mỗi ngày. Có nước à hả? Ăn đi con. Thôi đi vô coi nắng. Giờ này là gần 3 giờ rồi. 2 giờ 45 rồi. Vô rửa tay nha con. Không biết ngay. Nó về quê đã lọc sọc đi tối ngày. Thôi về mình ra đây mình hái đủ chơi. Không có gì gì làm ra hái đủ chín chơi cả nhà ơi. Nè Ngân đóng cái ghế nè. Hái đủ rất là lý tưởng luôn, hợp lý luôn á. Cao lên một khúc bằng tới ngực của mình á. Nó mình đứng lên khúc nữa cái tới cái đủ mình hái luôn, không có cần lồng cần gì hết trơn. 5 trái đủ chín hơi luôn. 6 trái luôn. Trời ơi nó chín một nồi luôn. Con chụp mấy trái đủ giùm cho mẹ nha. Cái gì? Mẹ khúc mày leo lên đi. Coi chừng rớt trong nước đó, không điện thoại. Cái này chín cây nè. Gần ăn được luôn rồi đó. Nè con. Cầm cho mẹ, đưa điện thoại mẹ. Con đứng dưới con chờ mẹ nha. Mẹ sẽ hái thêm trái nữa. Trái nào chín mùi hả hái, còn mấy trái kia để hái từ từ chứ ăn cũng không hết nữa. Để đưa thằng. Em mày nhìn mặt con dòm lên thấy cưng quá chú ơi. Dòm lên chờ mẹ hái đủ ăn cưng không? Gái. Tới này chắc mẹ hái không tới rồi. Cái ghế kia cao hơn không lấy. Rồi, thua luôn. Nhắc cái ghế xích vô trong chút xíu, sát sát vô cây đủ hoặc mai còn hái được. Nhưng mà sợ quá cả nhà ơi. Sợ đứng lên cao, em sợ chiều cao. Em sợ độ cao. Không tới rồi. Cẩn thận nha, rớt vô luôn nước nha con, điện thoại nữa. Còn cái bên kia mà thua rồi, hái không được. Còn cái bên kia mùi dữ lắm. Mà cái này Vinh hái mới được. Chút em mượn nó hái. Nó đi đâu mất rồi, thì cái thằng nó đi lọc sọc hoài trời. Tôi trẻ là phải trải nghiệm. Câu nói con hay nói là câu gì xưa? Cái gì trải nghiệm qua nè, cái gì, cái học hỏi là cái gì con nói gì qua nè, cái gì con hay chọc mẹ, cái gì nóng giận là bản năng à? Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Nhất nhở gành lắm, gành hơn người lớn. Có nhiều cái người lớn mình cũng phải hỏi lại mấy đứa nhỏ. Chín mùi nè,
vô ăn liền dám được á. Xu nó ăn bữa giờ vậy nó ăn tới rồi đủ vậy. Nó chín hơi 5-6 trái ăn được luôn, nhưng mà hái hết thì cũng không ăn hết, mà để đó thì cũng tiếc, sợ nó rụng, nó chín mùi không ăn thì nó rụng uổng. Ngoài sau hè 2-3 trái nữa nè, chín lượt vậy nè. Mà Ngân sẽ không hái đâu, Ngân quay cho cả nhà xem thôi chứ hái vô rồi. Hai trái này ăn muốn chết rồi ở đó, đó nó chín vậy đó, vàng hực hết rồi. Mấy bên đây là nhà của bác Út nè. Chỗ đây là giáp ranh phía bên đất của Ngân với bên đất của bác Út là cái hàng rào đây. Đó. Rồi phía bên đó là của bác Út. Đang đốt gì? Có cái me nè. Cái me này hồi nhỏ nhớ cả nhà, đi hái trái không có, cái bắt đầu hái lá me non á, giả muối ớt ăn ngon lành luôn. Hồi đó đi tắm sông á, xong cái thèm ăn đồ chua, xong hái lá me non này giả muối ớt ăn vậy đó. Nít hồi đó vậy, dân giả mà cái gì ăn cũng ngon. Bạc hà kìa, trời, bụi bạc hà tốt, tốt mịt luôn. Bụi bạc hà bên bác Út trồng chứ không phải bên bên đất nhà Ngân nha. Kêu đủ đó là Ngân mới hái hồi nãy á, nó cao rồi đó, cao nhiều. Bụi lá chị đi đâu? Đi ra vườn mà nó không biết con bấm máy quay. Mẹ em hỏi xuống con mượn nón lá anh chị không, mẹ con mượn nón lá không anh chị, con đĩa. Cười. Nó không biết bấm máy quay chứ có máy quay mà nói vậy nó là làng dễ gì nói. Cái gà thăm dịch á, trời, đi gà đi vườn còn nóng quá trời ơi, kêu trời suốt luôn. Ơi chưa chín ha, chưa mềm ha. Ăn đủ không? Không. Ăn đủ không bạn? Đủ ngọt lắm bạn ơi. Có hối hận không? Không ăn có hối hận không? Cái đũa này nó muốn hư rồi nè, thấy không? À. Ngộ vậy, tháng mưa nó dễ dở. Để mà nó mùi mùi một chút mà nó hư. Vậy chứ ăn thì nó ngọt ngon. Này vừa ăn là cả nhà, nó không có quá mềm mà cũng không cứng, nó đỡ ngán, chứ mềm quá nó ngán lắm. Chú mời cả nhà ăn đu đủ với Ngân nha. Ngon. Ngọt. Ngon lắm con, mày gọt cho con miếng nha. Một chút xíu Ngân sẽ gọt tỉa lại, Ngân để trong tủ lạnh cho nó mát mát này, chút xíu dù cho bé Su nó ăn. Quá nò. Quá mày muốn ăn rồi mẹ. Hai mẹ con ăn cơm xong giờ gan trước chơi. Không nhanh nổi rồi, tao ăn cơm nó no không chết luôn. Rồi bị đau nữa. Đau đây. Tao đố mày chở Su lên dốc nổi vậy. Cái xe nó yếu á, nó đạ, ngay sáng Ngân chạy đi chợ nó đạ, Ngân lên dốc không nổi, Ngân sợ nó tuột dốc không chết luôn. Có nhiều lần bị tuột dốc á, kêu bà ngoại đẩy đít hết xong, cười không chết luôn. Nãy giờ Su nó kiếm à. Hỏi bà ngoại đâu, mẹ kiếm chứ không phải con kiếm. Trời, chiều vui quá. Người tưới cây, người mần cỏ. Đừng có,
Mẹ đang quay con rung vậy, nó quay màn hình. Nó rung màn hình, nó quay màn hình là gì? Ừ. Kêu vô bằng cỏ này mẹ. Ra bằng hộ cho. Chiều quê mát mẻ. Chắc ra đây nó mặn được, nhưng mà mặn được chục cây cỏ cái nó vừa. Mẹ kia con biết con á mặn cái tiếng kêu của mẹ rồi đó. Nó mặn khỉ. Chiều quê bờ sông, nước chảy êm đềm trôi nhẹ 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 nhẹ. Rồi người thì mặn cỏ, người thì tưới cây, rồi người thì hát karaoke. Ôi mẹ ơi, văn, văn hồi đó mẹ mấy điểm? Văn hồi đó mẹ 90 điểm không con, mẹ giỏi văn á. Chia sẻ cái cảm nghĩ khi mà nhìn cái dòng sông, cảm xúc như thế nào? Cảm xúc mình thấy nó trôi nhẹ nhẹ êm đềm, nó thật là dễ thương, nó thật là ai mà tại mẹ giỏi quá cho nên vậy. Con tả đi, tả đi, dở tả đi mày đặt. Tại mẹ mày giỏi quá mà chưa suy nghĩ ra câu thôi. Con giỏi, con trả chiếc ghe với chiếc xuồng bên sông rồi xuống. Con nhìn chiếc xuồng con trả đi. Xuồng thì tự nghĩ cái. Nghĩ đi. Trời ơi, mình có đừng có khói con. Thì đó, con phải từ từ, còn con kia mẹ tả nhanh sao mẹ tả được. Thì mẹ không phải từ từ. Ờ, mẹ đó, mà trong vòng 1 phút mà. Con còn thời gian suy nghĩ cái chục phút, cái nửa tiếng đồng hồ chưa suy nghĩ ra. Giờ con nhìn buồn chuối con tả cũng được nè. Chuối có gì đâu tả. Thanh Thanh nè. Ơi. Ai quên hả? Anh Thanh. Đi đâu về vậy? Đi mận hả? Ờ, ở dưới quê hay nói tự đi mận là đi làm á cả nhà. Đi đâu về á? Đi mận. Tôi đi mận về. Quên con rồi. Xuân có suy nghĩ ăn tả văn à. Sao con căng thẳng vậy Xuân? Thư giãn thôi, tả đại sao cũng được. Băng điểm cao suy nghĩ. Ừ. Trái gòn nó nở tà le kìa cả nhà. Tự nhiên dùng từ tà le nghe thấy ghê ha. Tại Ngân hay quen miệng thôi. Nó nở từ lua đi. Ừ. Như chứ ở quê thấy khung cảnh nó êm đềm làm sao luôn, làm cho mình trầm lắng, mình phải sống chậm lại để mình tận hưởng nó. Nhìn dòng sông nè, nhìn hàng cây, hàng dừa nước. Cảm thấy con người mình nó không có muốn bon chen, không có muốn gì chứ. Vậy đó. Nói chung là cần ngày 3 bữa cơm là được. Kiểu vậy. Sư nó nghĩ ra được rồi. Dạ con đọc nha. Đọc đi. Nè. Xích vô con xe. Chiếc xuồng gửi cho ta cảm giác bình yên. Em bình yên. Bình yên khi bình yên. Bình yên khi nghĩ tới nó. Nó gọi. Nó gọi gì? Nó gọi lại cho ta những hình ảnh khi còn tuổi ấu thơ thơ bé. Ừ, chiếc xuồng mới bay ngang kìa, đó. Chúng ta cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Từ gì á, nó tả sao ta? Nó khiến ta cảm thấy lòng nhẹ nhõm hả? Lòng nhẹ nhõm rồi lại cho ta những ký ức đẹp đẽ. Đây, Xu làm thơ văn chậm quá, mẹ chờ lâu quá. Cái chiếc xuồng thấy cưng quá à. Có cá không anh? Cá bự không? Dính cá gì ha?
À, đủ thứ cá hả? Thả lưới ra trời anh. À, cái xuồng đã lắm, cái xuồng kìa. Xuồng bằng mũ, bằng nhựa. Bây giờ ta xài xuồng vậy không có gọn. Xuồng này là xuồng không biết mua đâu hay ha, xuồng ghim lên bờ, tự khiêng lên bờ cũng được, người cặp nách khiêng lên bờ cũng được nữa. Nha quay à. Hồi đó là anh mua nhiêu chiếc vậy anh? 1,5 triệu hả? Mua trong Hậu Giang giữa ta, đi đâu đó đó mua giữa ta. Đi Bãi Dừa hả? À, Hậu Giang hay Kiên Giang? Hậu Giang hả? À. Chiều thả lưới thì cứ có cá ăn khỏi tốn tiền đi mua ha. Ngon. Mình tự tay mình đi thả lưới có cá rồi mình ăn cũng thích hơn. Chứ giờ cá xong thiên nhiên ra chợ nó mắc vàng trời nước. Coi coi lấy cá nha, cá gì nha cả nhà. Mình sẽ zoom lại nha. Cá bự không kìa. Ôi. Cá gì vậy? Cá cóc hả? À, cá cóc đó kho nước dừa ngon lắm, béo ngọt ngon. Cẩm Thiên có chồng mà có thường về không anh? Cẩm Thiên á có chồng có thường về nhà chơi không? À, về hoài hen. Có em bé chưa? Chưa hả? Có bầu hả? Mấy tháng rồi? À, được 6 tháng rồi, vậy là biết trai gái vậy ha. Gái hả? À, có cháu ngoại rồi. Mới hơn 40 người ta có cháu ngoại rồi đó. Còn Ngân thì còn lâu còn... một bọc cá thấy ham xuống lòng đó kìa cả nhà, trời ơi cá. Ai mẹ? Xin cô hả? Chưa đâu. Con lên làm mà. Gì vậy? Ừ. Trời đất ơi, nay lớn vậy hả? Ôi, gái gì chơi vậy? Dạ, bà đang đi đâu vậy hả? Mập, bà đang lớn vậy hả? Ừ. Trời đất ơi, là bữa đang có chút xíu. Ừ. Ừ. Trời ơi, dính tôi luôn rồi. Ngày năm giờ về bản hả? Dạ. Bà ốc đắp dỡ phải không? À không, không có đâu. Là mới làm gọn mà. Cái có gì không? À, không có. Vậy hả? Dạ. Nói đi ngủ qua lúc rồi nè. Hai đi dài rồi. Cũng hôm nay gửi luôn. Đám cưới ai bà Năm? Gái lớn bà Năm hả? Bà Năm mấy người con? Hai đứa. À, Lê là anh trai Út hả? Ừ. Dạ. Có chồng ở đâu? Có chồng ở tên Vũng Tàu á. Trời, Vũng Tàu ha, xa ha. Xa. Xa. Trời ơi, có chồng ở miền Đông, miền Bắc đâu đó làm sao? Đây, nhà đây. Chịu quê vui hay cả nhà. Được bà Năm tới nhà mời đám cưới mẹ nè. Mẹ đang bằng cỏ, bà Năm mời đám cưới nè, lấy thiệp rồi ra nè. Ba mời một sắp thiệp luôn nè. Chắc là mời vòng vòng đây hàng xóm là con đồ khu vực này nè. Cù lao dài, Vĩnh Liêm. Tỉnh Vĩnh Long. Gỡ thôi mời phải không? Để đi nha. Dạ. Bữa qua đi chơi, ba bảo đi ghe dễ dễ. Đi, bà đây nha. Dạ, bà Năm đi. Ở đâu hát karaoke ta, nghe lồng lộng luôn. Nhà ông Tư hả? Xú đi vô rồi. Mẹ Xu nó làm thơ xong nó đi vô rồi.
chịu quê vui quá à, mát mẻ. Hàng xóm người ta chạy ngang gần gần gặp người này người kia chào hỏi, trời ơi vui.